stack quill đó. Ai nói cho anh stack là gì nào? Tây à? Stack đây. Anh ơi, toàn tiếng Anh em không dịch được anh ạ. Nói cho em đọc slide chưa? Sáng giờ chưa đọc slide. Anh bảo mỗi buổi học phải chuẩn bị trước slide mà, đọc trước slide bài giảng mà. Mạnh nhỉ. Stack đi, stack là gì em? Tiếng Việt là mang xếp ảnh. Ngọt. Người lý hoạt động nói nhạc. Người hoạt động là người hoạt động là bất kỳ lại lát đeo. Vậy thì nó nào? Có nghĩa là xếp vào trước rồi lấy ra sau đúng không? Mình tưởng tượng như là mình có một cái hộp hộp bánh gì đúng không? Cái hộp bánh mà kín với cả cái bánh của mình lại bằng với cả cái hộp bánh đúng không? Thì mình cứ xếp cái bánh ấy vào, thì mình muốn lấy cái bánh đằng sau ra thì mình phải lấy cái bánh bánh đằng sau ra trước đúng không? Mình lấy lần lượt ra thì mình mới lấy được cái bánh cuối cùng. Đó, mình tưởng tượng như mình có cái hộp bánh ấy. Giống như cái chồng đĩa này, nó được bao bao quanh bởi một cái hộp nào đấy. Thì cứ phải xếp cái đĩa vào, xếp dần 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 vào đúng không? Thì lấy ra thì vẫn phải lấy cái trên cùng. Thế là first in last out đúng không? Còn về mặt nó triển khai thì anh em cũng không cần phải đi sâu vào đâu, tại vì triển khai chưa chắc là cái code triển khai nó đã là như vậy đâu. Chẳng qua là mình hiểu cái cách triển khai của nó như thế nào thôi, chứ chưa chắc nó đã triển khai như vậy nhé. Ở trên code của Conji mình có cái bài thực hành triển khai rồi. Tại sao nó để sinh ra nhiều cái loại collision khác nhau? Bởi vì là theo như biết thì là mỗi một cái collision nó sẽ có cái việc mà ghi bộ nhớ khác nhau, chèn các phần tử cũng nó sẽ đẩy các vùng nhớ khác nhau, cho nên là cái tối ưu trong trong cái bài toán của nó sẽ khác nhau. Nên tại sao mình phải học nhiều loại collision như thế, mặc dù là một loại collision đã xử lý được tất cả công việc rồi đúng không? Ví dụ như ArrayList nó đã xử lý được tất cả các công việc rồi, gần như là xử lý được hết, nhưng mà tại sao mình phải học nhiều như thế? Tại vì mỗi một cái nó sẽ có cái sự tối ưu khác nhau, cho nên là cái tối ưu là mình phải qua thời gian kinh nghiệm thì mình mới xử lý được. Với cả cái dự án của anh em gặp chưa chắc đã phải là cái dự án của anh đã gặp đấy, cho nên là mình phải qua quá trình mình đi làm hay mình tích lũy nhiều kinh nghiệm thì mình xử lý, mình mới tối ưu được cái đoạn mà mình dùng cái collision nào cho hợp lý đấy. Thì phải nói chung là phải học hỏi nhiều cái công leader hay là công gọi là đầu sỏi ở công ty nữa thì mình mới ra cái đoạn mà tối ưu được. Đấy, thì cái thả với thằng stack này thì nó được thường ứng dụng trong cái bài toán, anh ví dụ như là bài toán Ctrl Z của mình ạ. Mỗi bước mình Ctrl Z lại đúng không? Thì là nó phục hồi lại một cái bước nào đấy đúng không? Thì nó lấy ra cái phần tử cục trên cục, là cứ Ctrl Z mà mình lấy ra cái phần tử trên cục. Cái đấy cái lấy hàm lấy ra là gì? Hàm lấy ra của thằng stack là gì? Lấy phần tử trên cùng ra là gì? Pick chứ đúng không? Pick. Pick nhá. Bây giờ anh thử thử lấy ra nhá. Tạo một dự án thứ ba này. Để thử để mua cái thằng stack nhé. Thêm vào thì là gì? Phú thẻ ác. Hai cái đều đúng à? Rồi anh thử stack nhé. Hai cái đều được. Thêm vào thì là gì? Put put có rồi, add có add không? Có. Ở bên anh thử dùng add trước nhé. Add 5. Rồi bây giờ anh in ra thì in ra thứ tự nó sẽ như nào? Thứ tự nó sẽ như nào? Thằng nào vào trước? Thằng nào vào trước đúng không? Để đi. Thank you.
Rồi. Thằng nào thằng cuối cùng? Một thằng cuối cùng đúng không? Thế bây giờ lấy ra thì nó sẽ lấy thằng cuối cùng ra đúng không? Anh thử lấy ra nhá. Tít đây đúng không? Rồi. Thì nó lấy ra thằng ở trên cùng là thằng 1 đúng không? Đấy là lát nào đúng không? Ờ, bây giờ anh thử put nhá, thử put xem nào. Integer.put. Put thêm thằng 4 vào. À quên, phải lốc tiếp theo đúng không? Lốc sau khi put. Rồi, 5314 đúng không? Ờ, thế thì nó phải có sự khác nhau gì chứ, đúng không? Nó sinh ra hai thằng này chắc chắn nó phải có sự khác nhau gì đấy. Rồi, anh thử xem. Sao em? Rồi, bây giờ anh thử xem có cái thằng này không nào. Chỉ có cái thằng view thôi, thằng stack anh không thấy có. Với thằng view thì mình sẽ biết được tại tại sao sinh ra cái thằng hai cái hàm thêm và khác nhau. Nhưng mà với thằng stack anh không thấy có cái thằng giới hạn, tức là giới hạn của cái thằng stack này anh không thấy có. Anh thử xem có cái giới hạn của stack không. Anh em nên tìm hiểu tại sao nó sinh ra hai thằng nhé, chắc chắn nó có sự khác nhau gì đấy, nó phải sinh ra hai thằng khác nhau nhỉ. Thằng nó kiểu thêm vào kiểu item, thằng kia thêm kiểu index. Cái push thì nó là tiêu chuẩn của stack, còn add thì là nó dùng chung cho các class. Add là dùng chung anh ạ. Add dùng chung đúng không? Tiêu chuẩn của stack nó là push. Stack thì có riêng cái push. Rồi. Tại sao anh lại nói thế? Tại vì có thằng queue này. View thì mình sẽ thấy rõ được cái đoạn mà có cái hàm thêm vào khác nhau. Thằng view thì nó được ứng dụng giống như kiểu là trong cái lập trình đa luồng. Ví dụ như là nó sẽ cho một giới hạn một cái lượng user nào đấy truy cập vào, xong nó cho vào hàng chờ. Khi mà một thằng user thoát ra ấy, thì thằng user tiếp theo được vào. Đấy là ứng dụng của view. Ồ, cái đoạn put này với add này anh em tìm hiểu về phân biệt nhé. Anh chưa thấy được hai sự khác nhau của hai thằng này. Thì với thằng queue thì thằng queue thì mình sẽ thấy rõ hơn này. Nó có hai cái thêm vào này, queue này bằng queue. Đây, nó có array blocking queue. Tức là nó giới hạn được cái queue này bao nhiêu phần tử trước. Ví dụ ở đây anh cho giới hạn nó là 2 hả? Thì nó chỉ có độ dài là 2 thôi, giới hạn của nó là 2. Thì ví dụ như là queue anh add vào này, queue.add này 1 queue.add 2. Thì bây giờ anh add tiếp này, add 3, anh xếp từ nào luôn đi, queue.add 3 xem nó như nào. Đây, đây thì nó sẽ bắn ra một cái ngoại lệ là queue này đã full rồi, không, nó không cho add vào nữa, queue full rồi nhá. Thì với thằng stack kia chắc là không biết là có không, thì mình có gì sẽ tìm hiểu lại sau. Anh em thử tìm hiểu thêm xem nó có giới hạn về queue thằng stack không, ngăn xếp nó có giới hạn không. Với thằng queue nó có giới hạn nhá, có giới hạn này, số lượng ở đây mình có thể fix cho thằng capacity này cái giới hạn nào đấy. Thì khi mình add thêm vào thì nó sẽ bị bắn ra một ngoại lệ lỗi. Thì với thằng queue nó có hai hàm thêm vào đúng không, thằng offer nữa đúng không. Thì bây giờ anh thay thằng offer nó sẽ có sự khác biệt, giống như vừa rồi thằng put thì anh chưa tìm được cái sự khác biệt giữa hai thằng, còn hai thằng này nó thằng queue có sự khác biệt này.
nếu dùng offer nhé, thì nó sẽ không báo ra ngoại lệ nữa đấy, mà nó báo ra fold. Fold nghĩa là không cho add nào đâu nhé. Anh có thể lốc ra thằng view này, view thì nó vẫn là có hai phần tử thôi, nó không có ba đâu, không add được đấy, nó vẫn là hai thôi. Thì cái đoạn này nó khác nhau giữa hai thằng đấy, thằng add và thằng offer ấy, nó khác nhau. Một thằng nào nó không bắn ra ngoài lệ mà nó trả ra full luôn, trả ra full luôn. Ồ, cái thằng này, thằng Quill thì cái đầu vào đầu ra nó như nào anh em? Đầu vào đầu ra nhỉ? Đây thằng Quill đây đúng không? Đây. Như nào anh em? Và trước ra sao anh nhỉ? Giống như ở xếp hàng đi, xếp hàng bán vé đúng không, bán vé xem phim ấy, đi vào dạp chiếu phim đúng không? Đúng không, xếp hàng đầu tiên thì ra đầu tiên, trước ra trước đúng không, thằng kia mới là vào trước ra sau. Rồi phân biệt hai thằng này thì cái bài toán ứng dụng của thằng này thường là nó làm cho cái phần mà hàng chờ một cái thứ gì đấy, giống như kiểu là user anh vừa nói, trong lập trình game thường là lập trình đa luồng, lập trình game thì nó cho một lượng user nào đấy, khoảng giới hạn bao nhiêu user đấy đúng không, được truy cập vào cái bàn chơi đấy đúng không, thì hai thằng kia nó vẫn đang chơi đúng không, thì nó sẽ cho chờ ở ngoài đâu, nó không cho vào ngay, chỉ khi mà ông nào thoát ra thì thằng tiếp theo mới được vào. Đấy là ứng dụng trong trường hợp đấy nhá, thằng chờ như vậy. Rồi thì trong lập trình web bình thường thì cũng ít ứng dụng hai thằng này thôi, nhưng mà mình vẫn là biết, nhớ đâu sau này anh em làm game đúng không, làm game thì mình biết là hai thằng này thuộc về lập trình đa luồng làm game. Một cái chú trọng của bài ngày hôm nay là mình học về comparable với comparator. Thì anh em đã đọc về cái đấy chưa? Anh em đã đọc về hai thằng đấy chưa? Còn cái này thì có những cái hàng có sẵn anh em xem và sử dụng nó thôi nhá, không có gì đâu, cách triển khai thì nó có trong bài thực hành rồi. Rồi chủ yếu mình sẽ chú trọng vào hai thằng này này. Hai thằng này sẽ dùng nhiều trong quá trình mình làm dự án nhé, hay kể cả mình làm dự án về sau nữa. Rồi đầu tiên anh em đọc cái này chưa? Đọc về cái này chưa? Biết nó dùng để làm gì không? So sánh cái gì? Nó so sánh cái gì? So sánh các đối tượng với nhau. Đúng rồi, so sánh các đối tượng với nhau đúng không? Tức là nó dùng để sắp xếp các object, nhưng mà theo thuộc tính của object đấy. Mình muốn sắp xếp một cái thuộc tính nào đấy thì mình sẽ phải dùng cái này, bởi vì nó không phải là cái đối tượng, nó không phải là một cái dạng nguyên thủy đúng không, không phải là dạng số, nên là nó có thuộc tính nằm bên trong, nên phải có cái gì đấy để sắp xếp được đối tượng. Đây gọi là sắp xếp đối tượng, thì nó ứng dụng cái thằng này để sắp xếp các thuộc tính cho đối tượng, tức là sắp xếp đối tượng theo thuộc tính, hiểu tính thế là đúng hơn. Rồi thì cú pháp của nó như này. Đầu tiên mình sẽ test thằng comparable trước nhé. Đó là một cái tích comparable. Rồi anh tạo ra một cái model trước. Model. Trong này anh chứa một cái đối tượng, class đối tượng là student đi. Anh tạo ra một package service. Rồi trong service này, hôm trước anh có triển khai cái mô hình này rồi, anh em có thể xem lại nhé. Interface student service. Rồi trong này anh sẽ viết một cái hàm file. Tại sao anh cứ viết là file? Bởi vì sau này những cái hàm mà anh viết ấy, là những cái hàm có sẵn của thằng Java, nó đúng cú pháp như này. Sau này những cái hàm như này là nó sẽ tương thích với cả MySQL của mình, tương thích với cơ sở dữ liệu, nên là anh viết chuẩn tên của nó luôn, anh đặt tên chuẩn luôn, tại vì sau này mình sẽ chấm file phát chẳng hạn, thì là nó sẽ có những cái cú pháp, tức là cái hàm được xây dựng sẵn rồi, là nó sẽ chọc trúng cơ sở dữ liệu của mình với hàm này và lấy ra toàn bộ list ở dưới cơ sở dữ liệu lên. Đấy, nên tại sao anh viết tên như này. Ví dụ hàm save cũng vậy, hàm save là cái hàm thêm mới. Thì bây giờ anh chỉ cần một cái file này anh lấy ra list thôi. Thì anh tạo một cái triển khai này, một cái class để triển khai này.
student service IMAPN. Rồi, bây giờ anh cho implement cái thằng interface. Rồi, implement thì anh phải triển khai nó ra. Rồi anh tạo ra một cái biến static với list student ở đây. Public static list student. Student list bằng new array list. Rồi, thì anh muốn khởi tạo với biến static thì phải dùng static khối ấy, đúng không? Trước anh có nói đoạn này rồi. Phải dùng static khối thì mới khởi tạo được. Khối đây gọi là khối static này. Rồi bây giờ anh thêm vào thôi. Chấm add khởi tạo ra đối tượng mới. Rồi, trong này có ID này. À, anh chưa viết gì tư lệnh cả. Private INT ID. Các bảng dữ liệu thường sau này nó sẽ có một cái cột ID gọi là cột khóa chính. Sau này bảng dữ liệu là mình học về database ấy, thì ID nó cũng là chính, nên là cái trường, cái lớp đối tượng bao giờ cũng có cái trường ID này. Bây giờ mình có viết một cái trường ID như này là trường khóa chính của bảng dữ liệu, nên lúc nào anh có viết một cái trường ID như này nhé. Ngoài ra thì có thể có name đúng không, có tuổi đúng không. Đó. Mục đích của anh là anh bây giờ anh sẽ sắp xếp các object theo các trường dữ liệu trong này đúng không, theo trường name hoặc trường age. Sắp xếp tăng dần hoặc là giảm dần đúng không, mình phải sắp xếp được. Rồi, thêm tuition nữa cho lớp đúng không? Rồi, đối tượng đã xong. Rồi, bây giờ anh sẽ thêm mới vào đây. Có ID này, có name này, lên Âu Phong, tuổi 15. Rồi, anh copy nhá. Rồi, ID 2 đi. Tên là Tây, anh Tây, tuổi 14. Tiếp một người nữa, ID 3, Tiến Long, tuổi 20. Rồi, bây giờ mục đích của mình sẽ là sắp xếp cái thằng này đúng không? Thì đoạn list all này anh sẽ phải return là cái list nhé, return và student list. Đấy, thì khi gọi am file thì mình lấy ra list được. Rồi, bây giờ anh thử xem lấy được chưa đã. Rồi, anh comment đoạn queue này nha. Anh em nhớ là có cái đoạn array block king queue này để giới hạn nhá. Đoạn này nếu mà dùng queue cũng hay được đấy. Comment này. Bây giờ anh muốn gọi từ bên service sang thì anh phải khởi tạo đối tượng bên này đúng không? Hoặc là mình cái thằng biến này, biến static mình có thể chấm lấy class chấm trực tiếp cũng được. Có nhiều cách đúng không? Thì mình cứ khởi tạo đối tượng cho chuẩn. Bằng new. Rồi. Thì bây giờ anh gọi chỉ cần gọi cái thằng fileun ra là lấy được list thôi. Thằng fileun nó nằm bên này đúng không? File nó nằm đây thì anh chỉ cần gọi vào cái hàm này thì anh lấy được cái list này, bởi nó return được một cái list mà. Gọi hàm file thì sẽ lấy được cái list này không. Rồi bây giờ anh ship từng ra một cái dòng là gì trước khi sắp xếp nhá. Rồi bây giờ anh ship từng ra cả cái list ra, lấy thằng student này chấm file. Đấy, như này là anh sẽ ship từng ra được cái list ra đúng không. Chạy này. Đây, trước khi sắp xếp là như này, tuổi 15 này, 14 này, 20. Bây giờ mình ví dụ như là sắp xếp tăng dần thì nó phải là 14, 15 và 20 đúng không? Đấy, thì bây giờ mình sẽ dùng cái thằng comparable để sắp xếp. Thì bây giờ nó sẽ là cho thằng này implement, nó là một interface cho nên phải là implement này. Comparable đây. Thì mình truyền theo kiểu generic, truyền student vào đây. Thì nó bắt mình override cái phương thức của nó ra đúng không? Thì implement phương thức của nó ra. Đây trong này nó có một cái phương thức như này. Rồi, thì cú pháp của nó là như này, cứ lấy thằng sau so sánh thằng trước thôi. Mình sẽ lại if này. Z. Bây giờ ví dụ anh so sánh là x nhé, z.x này bằng
O.S này. Nếu như nó bằng thì mình return 0. L ít zip chấm s nhỏ hơn, nếu mà nhỏ hơn đi. Ồ, ngược lại thì nó sẽ sắp xếp cho trường ngược lại thôi. Bây giờ mình xem dấu nhỏ hơn thì nó sắp xếp như nào trước. Như này thì return 1. Còn ngược, còn trường hợp còn lại thì là return trừ 1. Như này. Như này là được. Rồi, ok, thì bây giờ muốn sắp xếp thì phải làm như nào? Nhớ nha. Làm nào anh em? Thì nó sắp xếp thông qua collision.sort của thằng collision cao nhất nha. Collision này. Đó, collision. Đây. Của Java Util này, chấm sort. Đây. Thì cú pháp của nó là truyền cái list vào thôi, truyền cái list vào nó sẽ sắp xếp được. Thì truyền thẳng cái thằng list vào thôi. Student.file là truyền thẳng list vào. Thế là truyền thẳng list vào đúng không? Rồi bây giờ anh sẽ sigmount là sau khi sắp xếp đúng không? Sau khi sắp xếp. Rồi anh lốc ra, anh copy cả cái dòng này này. Sigmount cả cái list ra đúng không? Sau khi sắp xếp xem nó thay đổi không? Ờ, để anh chạy nha. Rồi. 20 này. 15, 14. Cái này là sắp xếp giảm dần đúng không? Giảm dần. Tăng dần thì mình thay đổi cái chiều này thôi, thay đổi cái chiều của này. Thay đổi chiều mũi tên nhá. Rồi, bây giờ sẽ là 14, 15, 20. Sau khi sắp xếp đây, ok chưa? Ok anh ạ. Đấy nhá, thì cái thằng này là dùng để sắp xếp thôi. Thì anh em có thể tìm hiểu thêm cái nguyên lý sắp xếp của nó nha. Tìm hiểu nguyên lý của nó thì cũng đau đầu lắm. Tìm hiểu nguyên lý thì anh em cứ đặt sigmount vào nó trong này mà thì đoạn này mình có thể là viết tắt như này. Có thể thay đoạn code này. Đoạn này mình có thể viết tắt. Mình có thể là lấy hiệu thôi. Zip chấm return luôn. Return zip chấm s trừ đi o chấm s như này thì nó cũng sẽ return ra một số nào đấy thôi đấy, có thể viết tắt này nhá. Thì nếu này thì nó sẽ theo chiều tăng dần hay giảm dần này, cứ chạy đi biết ngay tăng dần hay giảm dần. Đây là tăng dần nhá, còn đảo ngược lại thì nó sẽ giảm dần thôi. Đảo ngược lại lấy thằng kia trừ đi thằng này, lấy thằng o chấm s trừ đi o chấm s trừ đi z chấm s đấy. Rồi, đây, lại bây giờ lại là giảm dần đúng không? Với lại tăng dần. Rồi, bây giờ mình có thể tìm xem nguyên lý sắp xếp của nó như nào thì anh em có thể lốc nó ra thì tìm hiểu nó. Tìm hiểu nó thì cũng khá đồ, nó triển khai sẵn cho mình rồi. Cái phương thức comparator này, nó triển khai sẵn hết cho mình rồi. Nhưng phải kích vào để xem nó đốc của nó như nào. Sort. Đây, có thể xem mà đốc của nó như nào. Nó triển khai code hết trong này rồi. Ô, mình thử lốc ra nhé, lốc ra html của cái thằng check hay là sort. Zip.s trừ đi o.s. Nó sẽ so sánh hai phần tử liên tiếp với nhau thôi. Đây trừ 165 thì nó so sánh như nào anh em thử xem nào. Anh mở to ra nhé. Đoạn này sẽ phải cao thủ là thuật toán hay hay Long thử giải thích cho anh em. Anh đau đầu đoạn này lắm. Giải thích đoạn thuật toán nó sắp xếp ấy. Đầu tiên chắc chắn là nó lấy hai thằng điên nó so sánh với nhau rồi đúng không? Nó lấy thằng thứ hai nó trừ đi thằng thứ nhất đúng không? Thằng thứ hai duy nhất mới ra trừ 1 được chứ. Đúng không? Tại vì trước khi sắp xếp thì thằng S14 nó nằm ở sau mà. Đúng không? Thì nó chắc chắn nó phải lấy thằng Z.S đằng sau kìa, nó trừ đi thằng kia trước à. Thì nó lấy thằng sau so sánh thằng trước. Chứ không phải lấy thằng trước so sánh thằng sau. Đúng không?
hay quá, thể thích đi gì nữa. Ông hay quá, thể thích đi gì nữa. Chắc chắn là lấy thằng 14 nó sánh thằng 15 trước này, sau đó nó sẽ đảo lên. Nó đảo chưa? Nó có đảo không? Không đảo đúng không? Xong nó lại lấy thằng 20 so sánh thằng 14 tiếp đúng không? Phải không? Vâng. Thì mới ra 6 rồi chứ. Đúng không? Xong thế nào nữa? Lần này đau đầu lắm anh, đau đầu lắm. Ôi mình giỏi hết rồi. Giỏi hết rồi ạ. Rồi. Rồi anh em nào muốn tìm hiểu sâu tí cứ đặt shop ở đây mà tìm hiểu nhá. Tìm hiểu thuật toán sắp xếp của nó nhá. Nếu mà thứ 2 là min reset, tập thứ 2 là min rồi. Rồi anh thấy Dũng thuật toán giỏi đấy, anh em có gì hỏi thuật toán Dũng nhá. Dũng nó giải thích cho hết. có gì khó thuật toán thì hỏi Dũng nhá. Dũng anh thấy giải thích thuật toán kinh gấp. Mình so sánh vấn đề sao ạ? Rồi bây giờ đến alpha B đúng không? Alpha B thì chơi thường thì mình sẽ không dùng con variable đâu, tại vì là tại sao? Con variable nó tác động trực tiếp vào cái thằng module này. Nên là mình ít khi mình tác động trực tiếp đó. Bởi vì nó sẽ thêm những cái phương thức ở bên trong thằng module. Thường xem module này nó chỉ là sau này nó chỉ là các đối tượng để thao tác với database thôi. Nên là mình hạn chế làm cái con variable kiểu trực tiếp kiểu này. Mình sẽ chơi cái thằng comparator. Đấy, bây giờ mình sẽ dùng comparator rồi. Bây giờ với thằng comparator nhá. Anh tạo packet này thừa. Thằng này comparator đi. Comparator. Rồi, thằng comparator thì nó lại tạo ra được, nó tách hẳn được ra khỏi cái module luôn. Mà nó chuyển thẳng class vào. Anh sẽ tạo ra một class để so sánh riêng. Comparator with student đi. Thì thằng này nó sẽ implement này, cái thằng comparator này. Đây, comparator đây. Thì nó truyền cái class student vào. Nó muốn so sánh thằng nào thì nó truyền thẳng class đấy vào. Nó tách hẳn ra khỏi thằng student luôn nhá. Thằng student là chơi thẳng ở đây đúng không? Implement thẳng với lớp, implement nó thẳng luôn. Nhưng mà thằng này nó tách hẳn ra. Comparator nó tách hẳn ra. Nó tách ra ngoài luôn. Nó không phụ thuộc vào thằng student này nữa. Thì mình có thể bỏ cái đoạn này đi đúng không? Thì class này nó vẫn toàn vẹn luôn. Nó tách ra như này. Và nó sẽ có một cái phương thức là phương thức compare. Đấy. Thì compare ở đây nó sẽ có hai thằng như này. Thì với ví dụ như so sánh S đúng không? Bây giờ anh sẽ bỏ cái thằng này đi. Anh bỏ thằng này đi. Vẫn là so sánh S nhá. Compare thằng này lại. Rồi. Đấy, bây giờ không có so sánh gì đây nhá. Thì bây giờ so sánh S ở đây thì là vẫn là return O1.S get S, bây giờ nó là get S trừ đi O2.get S. Từ từ đã, với S đã, để xem nó có chạy được không. Vẫn là thằng comparator nhá, nhưng mà sẽ so sánh với thằng get S. Thì cú pháp của nó sẽ hơi khác một chút ở đoạn main này. Rồi, thằng này bây giờ anh không dùng nữa rồi. Comment lại. Rồi thì nó sẽ phải như này, nó khởi tạo cái lớp này vào đây, khởi tạo cái lớp này nhá, khởi tạo cái lớp này xuống đây, compare này bằng lưu, đầu tiên là khởi tạo thằng đấy vào đây này, sau đó là collection, vẫn là dùng collection thôi, chấm sort, thì nó sẽ truyền list vào này, đầu tiên là truyền list vào này, chấm file all này, và đằng sau nó sẽ là cái đối tượng ở trên. Nó có hai nam số đối tượng đấy như này đấy, thì nó thay cho cái thằng sắp xếp này thôi. Thằng vừa nãy mình dùng comparable thì nó chỉ có một tham số thôi, thì thằng comparator này nó có hai tham số, bởi vì thằng compare nó có hai tham số đây, hàm compare này có hai tham số. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử nhá, xem nó có vẫn ra kết quả không. Rồi trước khi sắp xếp và sau khi sắp xếp nó khác nhau không? Có đúng không? 14, 15 và 20 có khác nhá.
đấy vẫn vẫn là sắp xếp được với comparator nhá. Thì nó khác biệt với thằng comparable là gì, nó không tác động gì vào thẳng vào class này, nó tách hẳn ra một thằng khác, tách hẳn ra, nó không tác động vào nhá. Thì nên dùng cái này hơn là dùng cái kia, nên dùng comparator này hơn. Bởi vì đó, sau này cái những cái class này mình sẽ để cho nó toàn vẹn, để cho nó tác động với database. Rồi bây giờ thử lên nhé, thử lên lên thì nó không thể nào so sánh trừ như này được, nó phải so sánh kiểu khác. Nó sẽ phải qua thằng comparator, comparator gì đấy, comparator đúng không? Thì ô 1 chấm get, anh thử get, get name đi, get name đúng rồi, chấm này comparator với ô 2 chấm get name, rồi như này được không? Thì bây giờ mình trước khi sắp xếp nó có gì, Âu Phong này, anh Tây này, Tiến Long này, như này thì không nhìn rõ được đúng không? Phải thêm một người nào đấy khác khác vào đi, thêm một người nào tên khác khác ở đoạn giữa đi, alpha b gì đấy đúng không? Thêm đoạn 4 ở đây là Bình nhá, thêm chữ Bình vào nhá, xem anh Tây và Bình, xem anh Tây nó và Âu Phong có đứng trước Bình không nhá, đúng không? Đứng trước hoặc đứng sau? Rồi bây giờ anh chạy thử. Rồi chưa thấy thay đổi gì đúng không? Khả năng là do cái S key của mình nó bị sai thôi, do cái S key của mình ấy, cái chữ ớ nó khác với chữ A đúng không? Chữ ớ nó to hơn cả chữ B cơ, đúng không? Chữ ớ nó to hơn chữ bây giờ chữ A thôi, Âu Phong này thì còn được này, đúng không? Âu này chắc nó nhìn ra này, tại vì cái mã key của mình chữ ớ nó to à. Đây không? Anh Tây Âu Phong này, đúng chưa? Bình này, Tiến Long này, đấy, sắp xếp theo thằng string ấy. Thì dùng cấp bây giờ muốn sắp xếp như là sắp xếp tuổi trước, xong có tuổi rồi lại sắp xếp tiếp theo lên. Tức là đầu tiên là sắp xếp tuổi trước, sau khi có tuổi rồi lại sắp xếp theo tên tiếp. Thì ngang ra. Đó là của biết thêm nào, khai báo một biến đi xem nào, thử nhá, int y bằng ô 1 chấm get name trừ đi ô 2 chấm get name trừ, trừ get s chứ, get s, get s, get s, x y không bằng 0 thì return y này đó, xong tiếp tục lại gán tiếp y bằng ô 1 chấm get name chấm compare to ô 2 chấm get name. Rồi. Xong cuối cùng mình return y luôn được không nhỉ? Return y luôn. Nhớ nhảy có chạy được không? Thử xem. Cùng tuổi à, như nào? Khác tuổi nhưng mà nó cùng khác tên đúng không? Cứ chạy đi á, cứ chạy đi á. Cho như nào để nhìn được rõ nhỉ? Cho như nào switch nhìn được rõ nhỉ? Như nào nhỉ? Đầu tiên là sắp xếp theo tuổi trước đúng không? Cho ông hai ông này khác nhau đi đúng không? Bây giờ như nào để cho nó đúng nhỉ? Như nào cho đúng nhỉ? Anh cho 2 cái 15 đi thì nó chuẩn. 2 cái 15 đúng không? 2 thằng 15. Đúng rồi đúng rồi. Thì xem là hai thằng này nó sắp xếp được không đúng không? Hai thằng này nó có sắp xếp theo tên được không đúng không? Hay cho hai cho ông Bình này đi đúng không? Cho ông Bình này đi đúng không? Bình đứng trước đi, Bình đứng trước thì không đúng. Bình 14 đấy. Phải hai ông này cùng tuổi cơ, thôi cứ chạy đi đã. Chạy ra rồi thì ra gì đã, đúng không? Bình 14 lên trước này thì đúng là theo tuổi trước này đúng không? Xong đến 15, hai ông 15 đứng cạnh nhau này.
hai ông 15 đứng cạnh nhau thì ông anh Tây đứng trước ông Âu Phong. Đấy. Thì bây giờ thay cái hai ông này alpha b đi là biết đúng không? Thay C đi. C chính đi. Đúng là như này á, đúng không? Nếu mà thằng bình thường chính đứng trước anh Tây đúng không? Nếu mà sắp xếp đúng thì anh Tây sẽ phải đảo trước chính. Đúng biết. Sau khi sắp xếp theo thằng kia trước. Đây thì anh Tây phải đứng trước chính nha, đúng không? Anh Tây lên trước chính rồi. Đúng không? Bình thường thì chính đứng trước đúng không? Lúc đầu là chính đứng đầu tiên này. Đầu tiên là sẽ sắp xếp theo tuổi trước đúng không? Thì nếu như tuổi mà ngang cơ thì là sắp xếp theo Tây. Hay quá. Quay video. Lấy ra qua video đi. Có quay rồi em ạ. Đấy thì bài này chỉ có ứng dụng, chủ yếu là ứng dụng hai cái này thôi. Còn cái hai cái thằng kia, thằng Quill và thằng Stack thì anh em biết để đi phỏng vấn thôi. Chứ mình ứng dụng trong bài của mình cũng ít lắm. Thì hai cái này hay dùng nhá. Hai cái này về sắp xếp hay dùng nhá. Mình hay sắp xếp để mình tìm min max này chẳng hạn đúng không? Hay gì đấy. Cái bài toán sắp xếp là thường xuyên phải làm nhá. Mình lên tách ra như này, nên tách ra như này chứ không nên dùng cái comparable như vừa đấy. Mình lên tách ra như này nhá. Thì cú pháp nó sau khi tách ra thì mình sẽ khởi tạo đối tượng ạ. Thì cái thằng này nó truyền vào sẽ có hai tham số. Thằng sắp xếp nó có hai tham số. Đoạn này nó có hai tham số. Thì đằng sau anh sẽ hướng dẫn anh em code theo đúng cái mô hình MVC. Thì đúng cái mô hình là có service này, có module này. Thì đợt sau anh sẽ thêm một tầng nữa, tầng view với tầng controller nữa. Thì mình sẽ code đúng theo cái tầng. Mình sẽ làm thêm nhập dữ liệu vào như nào nữa. Nhập dữ liệu ở tầng view. Và tầng controller sẽ là tầng điều khiển tầng view. Thì mình làm thêm đoạn scaler.nhập gì ở đấy nữa, đúng không? Và làm đầy đủ thêm sửa xóa nữa. Mình sẽ làm một cái menu hoàn chỉnh. Ok, bài hôm nay chỉ có vậy thôi. Anh em có thắc mắc gì không? Còn anh em nào muốn tìm hiểu sâu về cách sắp xếp thì cứ lốc ra tìm hiểu nhá. Có sắp xếp đổi gọn, sắp xếp chèn những kiểu. Anh cứ để lên YouTube tối anh em một cái. Rồi ok, xong.